Chiều ngày 12 tháng 9, một lãnh đạo công an xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình cho biết đã tìm thấy một số bộ phận của cơ thể nạn nhân bị tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 11 tháng 9, trên tuyến sông thuộc ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình xảy ra vụ va chạm giao thông giữa ông QH, 38 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, thuyền trưởng lái xà lan chở cát, đá trọng tải trên 300 tấn chạy theo hướng từ thành phố Cà Mau đến đoạn sông trên, với ông LHK, 48 tuổi, xã Khánh An, huyện U Minh, lái vỏ lãi chạy ngang qua sông. Cú va chạm đã làm vỏ lãi và ông K chìm xuống sông. Một lãnh đạo công an xã Hồ Thị Kỷ cho hay, đến chiều hôm nay đã tìm thấy chiếc vỏ lãi cùng một số bộ phận thi thể ông K. Lực lượng chức năng và người dân đang tiếp tục tìm kiếm các bộ phận còn lại của thi thể. Rất có thể ông K đã bị chân vịt đụng phải,